ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở Việt Nam có triệu chứng gì? Chiều ngày 28 tháng 12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin về tình trạng sức khỏe ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở Việt Nam. Bệnh nhân sức khỏe hiện ổn định, không biểu hiện triệu chứng. Ngày 19 tháng 12, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận một trường hợp là hành khách trên chuyến bay QH9028 từ Anh Quốc về Việt Nam. Khi về đến sân bay Nội Bài, tối ngày 19 tháng 12, hành khách có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Hành khách sau đó được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly cho ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và được cách ly tại phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú. Với yếu tố dịch tễ của bệnh nhân về từ Anh Quốc, ngày 20 tháng 12, bệnh viện đã tiến hành giải trình từ bộ gen SARS-CoV-2, kết quả nghi ngờ nhiễm biến chủng Omicron. Ngày 21 tháng 12, bệnh viện tiếp tục tiến hành lấy mẫu, giải trình từ gen lại, cho thấy bệnh nhân mang nhiễm biến chủng Omicron B.1.1.529. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly tại phòng riêng biệt và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Tình trạng sức khỏe ổn định, chưa có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin. Bệnh viện cũng cho biết đã lường trước nguy cơ biến thể này xuất hiện tại Việt Nam khi được thông tin hành khách từ Anh Quốc trở về. Do đó, bệnh viện đã phối hợp với các đơn vị liên quan vận chuyển và cách ly riêng, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và cộng đồng. Trước đó, ngày 24 tháng 11, WHO ghi nhận biến thể Omicron tại Nam Phi. Đây là biến thể mới được xếp vào nhóm biến thể đáng lo ngại do có khả năng lây lan nhanh, né tránh hệ thống miễn dịch, khó khăn trong việc chẩn đoán. Các nghiên cứu ban đầu trên thế giới cũng cho thấy biến thể Omicron có tốc độ lây lan nhanh hơn với chủng Delta. Một nghiên cứu ở Anh cho thấy Omicron gây nguy cơ tái nhiễm cao hơn 5,4 lần so với Delta, trong khi các ca nhiễm Omicron ở Nam Phi được cho là biểu hiện triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng. Bệnh nhân không bị mất vị giác, khứu giác, thì vẫn có những đánh giá cho rằng chưa có bằng chứng cho thấy Omicron gây bệnh nhẹ hơn Delta. Biến thể Omicron đã lây lan ra nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Mỹ, hiện số ca nhiễm biến thể Omicron đang có nguy cơ khiến các bệnh viện và nhân viên y tế rơi vào tình trạng quá tải. Biến thể này đã được ghi nhận trong hơn 90% số ca nhiễm mới ở nhiều khu vực tại Mỹ. Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết thêm, trong tháng 9 năm 2021, Trung tâm NCIH Việt, Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã nhận được hơn 2.000 mẫu ANA của các bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 ở thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Hơn 1.000 mẫu đã được giải trình tự đều nhiễm biến chủng Delta, trong đó 834 mẫu đã được đăng tải lên GISAD, HTTPS, www.gisaid.org. Đây là một trang thông tin lưu trữ cung cấp dữ liệu bộ gen của virus cúm và coronavirus gây ra đại dịch COVID-19, cho phép toàn cầu truy cập để cập nhật, ứng phó với đại dịch. Từ cuối tháng 11 năm 2021, khi số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội tăng lên, F0 cộng đồng gia tăng, trung tâm đã giải trình tự được 47 bệnh nhân là biến thể Delta, dòng A.57. Giống đa số các mẫu đã được xác định từ Hồ Chí Minh, có 3 trường hợp là biến thể Delta, dòng A.79, B.1.617.279, nguồn gốc từ Malaysia. Tính đến ngày 22 tháng 12 năm 2021, trung tâm NCIH Việt, Đức, VGCARE đã đóng góp 40.8% dữ liệu từ Việt Nam trong cơ sở dữ liệu về gen của SARS-CoV-2. GISAD đây là cơ sở dữ liệu được các nhà khoa học tại các quốc gia cùng tham khảo, theo sát sự biến đổi của SARS-CoV-2. Tú Anh.